Dạ đây thì em xin quay cho cả nhà coi toàn cảnh ha. Em đang đứng ở phía cuối của những cái gian hàng ẩm thực rồi, và tiếp đến đó phía sau đó chính là khu vực buffet trung tâm. Dạ đây ạ, được dựng mái che rất là rộng luôn, quá là rộng. Theo như ban tổ chức thông báo thì có thể là tổ chức phục vụ cho khoảng cỡ 10.000 người, buổi tiệc buffet phục vụ 10.000 người trên 100 món trong vòng 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27. Đó, giờ em di chuyển vào trong nha. Rồi em gửi cho mọi người cái không gian trước thôi. Sắp vào tối nay hoặc tối mai giờ đó em sẽ gửi đến mọi người một cái video riêng về cái buổi tiệc buffet chay của lễ hội sau. Dạ đây em xin gửi đến mọi người sơ về cái không gian mà sẽ tổ chức cái cuộc thi Green Chef đây ạ. Thì mỗi anh chị chắc mỗi anh chị đầu bếp chắc sẽ đứng một cái bàn như vậy nè, được trang bị bếp ga ha, và một bình ga riêng, gia vị thì để đây hết, giống như một cuộc thi đầu bếp đẳng cấp vậy đó. Sân khấu phía trên ha, tất cả thi là một không gian mở hết rồi cả nhà. Đó, bên này em thấy rất là nhiều các loại thực phẩm đã được đưa lên đây rồi. Dạ, Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thì hiện tại em đang có mặt ở trên khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Dạ, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà một lễ hội rất là đặc biệt luôn. Dạ, đó chính là lễ hội ẩm thực chay quận 7 năm 2023. Dạ, một trong những lễ hội hiếm hoi được tổ chức hoành tráng riêng về cho bên ẩm thực chay nha cả nhà. Dạ, lễ hội thì sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ ngày 25 cho đến ngày 27 tháng 8 năm 2023, với rất là nhiều cái chương trình đặc sắc thiên về bên ẩm thực chay. Dạ, lễ hội thì sẽ tổ chức ở trong khu vực công viên cạnh đồi thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, kéo dài từ đầu công viên cho đến chân của kênh cầu Ánh Sao, có khoảng cỡ tầm 200 gian hàng. Hiện tại bây giờ đang đi là tầm 8 giờ sáng nha, em đi sớm để gửi đến cả nhà những cái không khí mới nhất của lễ hội. Tầm 9 giờ thì lễ hội mới khai mạc nha cả nhà. Rồi xuyên suốt lễ hội thì rất là nhiều chương trình đặc sắc luôn, nên quý vị khán giả nào có quan tâm về lễ hội thì hãy đừng quên đăng ký kênh em nha, để em sẽ tiếp tục gửi đến mọi người những cái chương trình hay nữa của lễ hội xuyên suốt trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 nha. Dạ, phía trước thì em thấy là công tác chuẩn bị của các gian hàng đã gần như hoàn tất rồi, cũng rất là nhiều gian hàng, khoảng cỡ tầm 200 gian hàng theo đó là theo cái thông báo của ban tổ chức. Dạ, phía trước cổng chào của lễ hội thì có rất nhiều các bạn tình nguyện viên thanh niên ha, với một dàn xe đạp rất là bắt mắt, chuẩn bị đi diễu hành quanh khu vực quận 7 để quảng bá cho chương trình lễ hội ẩm thực chay lần này rất là hoành tráng cả nhà, quá đẹp à. Dạ, rồi đây thấy các bạn chuẩn bị đang đi diễu hành, chắc phải đến tầm 450 bạn trên 450 chiếc xe đạp á. Đây có thể là những bạn thanh niên tình nguyện viên bên đoàn của quận 7. Dạ, xung quanh khu vực diễn ra lễ hội tầm khoảng cỡ bán kính 2-3 cây số thì được treo rất là nhiều cái banner poster giới thiệu về chương trình lễ hội ẩm thực chay 2023 tại quận 7 ha. Tại công viên cạnh đồi cầu Ánh Sao mở bán vé buffet ẩm thực chay vào các ngày 25, 26, 27 tháng 8 với giá vé là 195.000. Rồi, và giờ giấc của những cái bữa tiệc buffet này như thế nào thì em sẽ gửi đến quý vị khán giả sau nha. Và em sẽ cố gắng là kênh, một trong những cái kênh mà đưa đến quý vị khán giả những thông tin và những hình ảnh mới nhất, nóng nhất về lễ hội diễn ra trong vòng 3 ngày. Phía xa xa kia đó chính là những gian hàng đã được set up bên cả nhà. Dạ, đây thì có một cái sơ đồ của lễ hội nha cả nhà. Thì có những cái khu vực trung tâm, đó chính là khu vực buffet chay sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày luôn, chắc là buổi tối em nhớ không nhầm là như thế. Và có một khu vực sân khấu để diễn ra chương trình ca nhạc đây ạ, và chương trình khai mạc bế mạc của lễ hội.
Thì khu vực này là cả nhà sẽ đi vào trong cái cổng gửi xe của công viên cạnh đồi nha cả nhà. Cả nhà đừng có lộn là đi về hướng bên chỗ Crescent Mall là không phải đâu ạ. Nó sẽ nằm ở bên phía bên này trên cầu Ánh Sao, chứ không phải là hướng bên kia của khu vực nội khu của Crescent Mall. Cả nhà chú ý cái đó nha. Giờ lễ hội chuẩn bị khai mạc rồi, em bơm quay cho cả nhà luôn nhé. Sau khi buổi lễ khai mạc đã diễn ra thì bây giờ còn có tầm 9 giờ đúng nha cả nhà. Thì bây giờ em thấy là trên sân khấu đã dẹp hết cả các ghế rồi, chuẩn bị ra những cái bàn để cho bắt đầu cuộc thi Green Chef á. Cuộc thi này thì em sẽ ghi hình và sẽ gửi đến quý vị trong một cái tập riêng biệt luôn. Ở đây à, Green Chef ha. Rồi còn bây giờ thì em sẽ đi review sơ sơ những cái gian hàng ở trong khu lễ hội hôm nay, cho quý vị anh chị nào chưa ghé được á thì có thể xem có những cái gì hấp dẫn. Đây, đầu tiên là có cà phê Chú Long nè, cà phê mua Chú Long. Đây là thành Chú Long ở đây để quảng bá thương hiệu của mình luôn. Với giá đồng giá 15.000. Rồi em di chuyển ha. Em thấy thì rất là nhiều gian hàng luôn, khoảng cỡ tầm chắc phải 200 gian hàng thật luôn đó cả nhà. Gốm sứ nè. Dạ em đang di chuyển từ đầu cổng đi vào để giới thiệu cho cả nhà có toàn cảnh luôn nha. Thì mới bước vô thì nó sẽ có hai dãy. Một dãy bên tay trái này và một dãy bên tay phải bên kia. Con đường này sẽ dẫn đến sân khấu chính cũng như là bước vào trong khu vực buffet trung tâm á, ở phía trong. Dạ, đây thì thấy có một cái gian hàng của nhà hàng chay Hùng Phát bên đường Nguyễn Đình Chiểu ha. Lễ hội nào thì cũng nhà hàng Hùng Phát cũng có gian hàng triển lãm, thì đây là bán bánh mì chay á. Chay Hùng Phát thì em đã có cơ hội em quay ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu một lần rồi, về quán cơm một nụ cười đó cả nhà. Đây thì bọc mát cũng y chang luôn ha. Tại quý khách hàng đi dự triển lãm thì có mỗi một vài gian hàng là bán đồ ăn sáng thôi, cũng rất là ít nên tập trung rất là nhiều người mua.
em di chuyển tiếp vào trong nha. Em sẽ review sơ sơ thôi cả nhà. Hiện tại bây giờ cũng là mới đầu buổi khai mạc á, nên các nhà hàng cũng đang set up thôi, cũng chưa có nhiều khách tham quan lắm, tại vì bây giờ mới đang là buổi sáng của thứ sáu, chưa phải là cuối tuần. Càng vào trong thì khu vực bên trong nó càng náo nhiệt ạ. Ngoài một cái dãy thế này thì sẽ có một cái hai cái dãy rất là dài luôn, bán chuyên về ẩm thực chay. Còn bên ngoài này thì em thấy là không có chuyên, không có phải là 100% là về ẩm thực lắm. Có những doanh nghiệp về xúc tiến thương mại, rồi về sản phẩm dịch vụ, rồi đậu hũ tươi Cô Vang Sài Gòn ha. Rồi đây là một video em gửi đến cả nhà cái không gian toàn cảnh thôi, chứ không có sẽ đi chi tiết vào từng gian hàng đâu, coi như cho một người đi dạo ha, dạo qua màn ảnh, qua video. Đó, mọi người sau khi di chuyển khoảng cỡ tầm gần 100 mét thì sẽ bước vào trong không gian sân khấu chính. Từ bên đây thì quý vị khán giả có thể di chuyển về hướng bên tay trái. Tại đây là một cái khu công viên rất là lớn ở quận 7 luôn, nên mặt bằng rất là rộng. Và phía trước là sẽ có một cái gian hàng được set up decor rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, mình sẽ di chuyển về hướng này. Người già yếu đuối và những người dân quân đã hết lòng vì sự giàu đẹp của đất nước. Rất là nhiều khu vực để mình check in. Ngon và lành, hứa hẹn trở thành một sự kiện ẩm thực nổi bật, bừng sáng. Công viên cạnh đồi này thì em cũng hồi trước em có quay một cái video rồi. Rất là xanh mát và không khí rất là trong lành, tại vì nằm một cái khu tách biệt so với những cái đường quốc lộ đó ha. Phía xa xa đó chính là khu vực những gian hàng chuyên về ẩm thực, rất là dài luôn, bắt đầu từ đây mà đi xuống dưới kia luôn. Mọi người thấy xa xa ha, phải là 4-5 cái dãy luôn á. Rồi hiện tại bây giờ thì mới khai mạc nên khách tham quan cũng ít. Đây, vô đây thì có thể dễ ghé những gian hàng này để em... Đây, bên này là ánh sáng, thấy tập trung rất là đông luôn. Hôm qua kia em quay cho cả nhà nha. Đây, bước đầu vô những gian hàng ẩm thực. Có thấy bún nước lèo Sóc Trăng, ẩm thực chay. Đây là một gian hàng bánh, tập trung rất là đông rồi chú anh chị ghé hỏi mua. Và bánh hay quá. Dạ, siêu thị đồ chay Thiện Từ Tâm. Đây là gian hàng bánh bánh nha cả nhà. Rất là đa dạng luôn ha, không thiếu một cái món ăn gì. Một quầy topping đồ chay rất là hấp dẫn luôn nè. Thịt chay Cô Thúy Sóc Trăng. Để đi hết gian hàng này chắc phải hết một buổi luôn đó cả nhà ơi. Rất là nhiều ha, sushi chay phong vị Nhật,
Genki Sushi Express. Dạ, một video gửi đến cả nhà toàn cảnh nên em đi di chuyển hơi nhanh một xíu nha cả nhà. Dự kiến là chiều tối nay và đến ngày mai ngày mốt cuối tuần nó sẽ rất là đông. Bánh ngon bà tùa nghe hay quá, bánh truyền thống này 20, mỗi cái này mỗi cái nào cũng 20 hết. Bánh da à, bánh da lợn. Đúng rồi. Dạ, bánh bánh bò đúng không cô? Bánh bò, đúng rồi. Dạ. Bên kia sẽ là bánh bò xốp. Rồi, chuyển tiếp như cả nhà nha. À, dạ đây thì em xin quay cho cả nhà coi toàn cảnh ha. Em đang đứng ở phía cuối của những cái gian hàng ẩm thực rồi. Và tiếp đến đó, phía sau đó chính là khu vực buffet trung tâm. Và đây được dựng mái che rất là rộng luôn. Quá là rộng. Theo như ban tổ chức thông báo thì có thể là tổ chức phục vụ cho khoảng cỡ 10.000 người. Buổi tiệc buffet phục vụ 10.000 người trên 100 món trong vòng 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27. Đó, giờ em di chuyển vào trong nha. Rồi em gửi cho mọi người cái không gian trước thôi. Sắp vào tối nay hoặc tối mai giờ đó em sẽ gửi đến mọi người một cái video riêng về cái buổi tiệc buffet chay của lễ hội sau. Kèm theo đó là những cái chương trình cuộc thi về đầu bếp và những chương trình về mâm cỗ chay, hơn 100 mâm cỗ đó thì em sẽ gửi sau nha. Bây giờ em gửi cái không gian trước thôi nè. Mát mẻ và rất là rộng rãi luôn. Tổ chức trên một cái bãi cỏ nha. Rất là hay. Dạ đây một cổng chào rất là lớn luôn, khu buffet chay. Cái này sẽ được thổi bằng cái máy nên hơi ồn xíu á. Lễ hội ẩm thực chay. Và dự kiến sẽ bắt đầu phục vụ vào 16:30 cho đến 17:00 hàng ngày trong suốt chương buổi 3 buổi diễn ra lễ hội. Những cái tiểu cảnh được làm bằng trái cây và mây tre nữa rất là đẹp luôn, rất là kiểu như là thôn quê. Rồi quá là rộng, trời ơi. Rộng kinh khủng. Bên kia thấy có một khu vực để phục vụ chắc là hiến máu tình nguyện cả nhà. Rộng ha. Đây là một cái sân khấu nhỏ nhỏ. Cái này thì không sợ mưa nắng hay bất cứ cái ảnh hưởng thời tiết nào diễn ra trong suốt quá trình khách hàng ăn buffet nha. Dạ đây là em đứng ở một khu vực khác nữa cả nhà, quá là rộng luôn. Đó, cho gian hàng là dài tít tắp xuống bên dưới luôn. Tên lễ hội là một lễ hội ẩm thực chay quận 7 nhưng em thấy quy tụ không khác gì một lễ hội tầm cỡ của thành phố cả. Mút qua bên kia luôn. Dọc đây đúng là theo những gì ban tổ chức đã công bố rồi, phải hơn 200 gian hàng. Quá là rộng. Dạ, tọa lạc ngay gần sân khấu chính là một cái gian hàng rất là đẹp luôn của bột trộn sẵn Mikko hương xưa. Để coi theo cái phong cách Nhật Bản ha. Hoa anh đào nè, những cọng rồi. Ok đây bắt.
Hello. Hôm nay giờ bác mới đến đó. Rồi bây giờ thì chuẩn bị khai mạc cái cuộc thi Green Chef này cả nhà. Đó, các anh chị đầu bếp đang chuẩn bị một cuộc thi rất là lớn và là một cái tiết mục chính trong cái lễ hội chay lần này. Nên cái video này thì Dương sẽ gửi đến quý vị khán giả trong một video riêng ha. Dạ đây em xin gửi đến mọi người sơ về cái không gian mà sẽ tổ chức cái cuộc thi Green Chef đây ạ. Thì mỗi anh chị chắc mỗi anh chị đầu bếp chắc sẽ đứng một cái bàn như vậy nè, được trang bị bếp ga ha. Và bình ga riêng, gia vị thì để đây hết. Giống như một cuộc thi đầu bếp đẳng cấp vậy đó. Sân khấu phía trên ha. Tất cả thi là một không gian mở hết cả nhà. Đó, bên này em thấy rất là nhiều các loại thực phẩm đã được đưa lên đây rồi. Sân khấu ha. Và bên tay trái đó chính là cái cầu ánh sao, một biểu tượng của quận 7. Rồi rất là quyền tụ rất là nhiều các anh chị đầu bếp. Còn vừa rồi thì anh Dương đã gửi đến quý vị khán giả toàn cảnh vào cái buổi khai mạc của lễ hội ẩm thực chay quận 7 2023 tọa lạc ở khu vực công viên cạnh đồi cầu ánh sao khu mỹ hưng quận 7. Mọi người hãy cùng theo dõi những tập tiếp theo của em về lễ hội ẩm thực chay rất là đặc sắc này nha. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ạ. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và like video để cho em có nhiều động lực thêm quay thêm những tiết mục hay hơn trong lễ hội cho cả nhà nhé.